Thuộc Gò Vấp thì Noel ở Gò Vấp rất là vui nha các bạn. Rất là nhiều nhà họ tổ chức Noel, họ trang trí cái không khí xung quanh nhà của họ rất là ấm cúng. Thì tuy là mình không có theo đạo Công giáo nhưng mà mình cũng trang trí ở nhà mình đó, đã như các bạn thấy đó, trang trí cho nó vui ha. Đây, bây giờ mình dắt các bạn đi một vòng Gò Vấp nha. Sẵn tiện đi đón con gái mình luôn. Con gái mình học nó học thêm ở nhà cô giáo của nó ở bên phường phường 9 đó. Giờ dắt các bạn đi dạo một vòng nha. Gò Vấp năm nay mình cảm nhận là nó cái hơi lạnh nó ít và gần như nó rất là nóng, không có như mọi năm. Các năm trước thì mình sẽ cảm nhận được cái hơi lạnh, hơi se lạnh, nhưng mà năm nay thì mình thấy là trời rất là nóng, không khí lạnh gần như là không có. Có chăng thì lúc sáng sớm đó các bạn thì nó hơi se, nằm ngủ thì đắp mền thôi. Chứ còn thực sự thì ban đêm nó rất là nóng. Để các bạn, không khí ở Gò Vấp thì bây giờ là trang trí Noel thì cũng chưa thực sự nhiều đâu. Mình cảm nhận là năm nay họ trang trí Noel ít hơn mọi năm. Có lẽ là năm nay kinh tế khốc khát cho nên là Noel trang trí cũng ít. Bây giờ mình chạy qua chỗ con gái mình đã học ha. Mình chở con gái mình xong mình dắt các bạn đi một vòng ở quận Gò Vấp để mình xem mọi người trang trí Noel như thế nào ha. Cũng để cho các anh chị nếu không ở Gò Vấp mà từng là người ở Gò Vấp nhưng mà không còn ở Gò Vấp nữa, có thể xem được cái không khí ở quận Gò Vấp như thế nào. Mình cũng thích lái xe máy đi cuộc lòng vòng cái thành phố, nhưng mà tối nay thì mình chắc mình đi Gò Vấp thôi ha. Mình đi Gò Vấp mình ngắm phố phường xem mọi người trang trí như thế nào. Đây là đường số 8 nha các bạn. Đây là đường số 8. Đường số 8 nó đi ngang qua trường Nguyễn Du á, trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Nếu các bạn nào ở quận Gò Vấp thì đều biết cả. Các hàng quán thì họ cũng trang trí ít lắm, không có trang trí Noel nhiều đâu. Có chăng thì mình vào trong các xóm đạo, các xóm Công giáo nhiều á. Người Công giáo nhiều thì họ trang trí nó đẹp hơn. Mình đang đi trên đường số 8 hả? Đường số 8 thì vẫn chưa thấy mọi người trang trí Noel gì cả, khá là ít. Mình nhớ là bên đường Phạm Minh Chiêu đó, ngày xưa thì trang trí Noel thì nó vui hơn. Ngày xưa thì vợ mình ở bên trọ bên đó gần đó, thì cứ mỗi lần Noel thì mình lên Gò Vấp mình chơi thì thấy không khí nó khá là ấm áp. Trang trí Noel thì khá ấm áp. Bây giờ mình chở mình qua mình đón con gái mình rồi mình dắt các bạn đi một vòng Gò Vấp nha. Như các bạn đã thấy đó, hồi nãy mình có quay các bạn xem một đoạn ngắn ở cái lớp học của Picasso để có trang trí Noel cho nó có không khí lớp học, có không khí Noel nó vui. Xóm mình thì không phải xóm đạo cho nên cũng không thấy ai trang trí gì cả. Nên mình thì bản thân mình theo đạo Phật chứ không phải theo Công giáo, nhưng mà mình thì Phật hay là Chúa mình đều rất là tôn trọng. Tất cả những thánh nhân như vậy họ đến trái đất để họ truyền tải những cái thông điệp của Chúa Trời đến nhân loại sống một cách tốt đẹp hơn. Cho nên là mình không bao giờ là kỳ thị một cái tôn giáo nào cả. Đấy, mình thì theo đạo Phật nhưng mà vẫn thích trang trí Noel. Mình để lấy không khí. Đây là đường cái hẻm đi đến cái đường
bên phường 9 nè. Khu này nó khá đông vui ha. Chỗ này nó có cái quán nhậu nè. À, quán nhậu đây vỉa hè này rất là đông vui ha. Ngày xưa mình ở bên này. Mình ở bên này cũng khoảng 8 năm á, ở phường 9 nè. Đây các bạn thấy không? Bên tay trái các bạn người ta trang trí thôi em nè, cái nhà người ta dễ thương không? Đó. Đang đợi tới chỗ gần à. Ở đây con đường này người ta trang trí thôi em cũng đẹp nè. Đó, đèn hai đèn người ta kết đèn đẹp chưa? Ờ, dàn cờ kết đèn. À, rất là dễ thương ha. Hai bên đèn rất là nhiều màu sắc. Cờ cũng nhiều màu sắc luôn. À, đường này nó sẽ đâm thẳng qua cái đường số 3 ha. Đường số 3 là đường chợ đó, ra chợ Thách Đà đó. Không khí nó rất là là Noel. Những cái xóm đạo như thế này rất là thích các bạn. Khi đến dịp Noel này rất là vui. Trang trí đèn ông già Noel hang đá rất là thích. Đó, đèn rất là đẹp chưa các bạn. Không khí rất là tuyệt vời. Tuy là nó hơi thiếu một chút gì đó đối với mình là hơi lạnh. Cái hơi lạnh của Noel thì năm nay chưa có cảm nhận được. Thời tiết năm nay nóng quá. Đây, đó, con đường này người ta cũng dán đèn này các bạn. Đường này đường số 3 ha. Đường này là đâm thẳng là chợ Thạch Đà đó. À, chỗ này người ta đang trang trí hàng đá này. Mình tới mình quay các bạn xem nha. Trang trí hàng đá. Đây. Hàng đá luôn, đó đẹp chưa các bạn? À, các bạn xem nha, đó hàng đá đẹp chưa? Đó có hàng đá rất là thú vị ha. Đi tiếp nha. Đây chỗ con gái mình nó học đây. Đứng đây chờ là đi. Hello nha cây, hello nha cây. Bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng Gò Vấp. Mình xem đèn chứ. Không muốn đi coi đèn không? À, đó. Mở mạch cho khán giả coi nè. Mở mạch cho mọi người xem. Đi nha, đi coi đi một vòng Gò Vấp xem nha. Đi thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xuất phát ở đường số 3 ha. Đường số 3 ở bên phường 9 quận Gò Vấp. Con đường này đâm thẳng ra chợ Thạch Đà đó các bạn. À, các bạn nhìn thấy hai bên đèn rất là đẹp không? À, bây giờ mình sẽ đến khu xóm đạo ha. Chỗ nào mà có đèn là mình tấp vô mình coi nha. Năm nào cũng vậy, mình cũng chở con gái mình đi dạo đó. Đi xem xóm đạo, đi xem người ta làm đèn, xem người ta làm ăn đá. Thích lắm các bạn. Đây là đâm thẳng ra trường Lam Sơn, khu Thạch Đà, chợ Thạch Đà. À, mình sẽ rẽ phải ha. Đây là chợ Thạch Đà, đường Phạm Văn Chiêu, rất là sầm uất, ban đêm vẫn rất là sầm uất các bạn. Mình nhớ là ở đoạn ở phía trước kia kìa, bên tay phải là có cái khu sống đạo người ta làm đèn cũng đẹp lắm, mình rẽ vào thử. Đây. À, đồ trang trí Noel rất là nhiều. Kỳ nhớ siêu thị đây không kỳ? À, siêu thị hồi xưa con ở đây dắt con ra hỏi mà. Không nhớ à? Không nhớ hả? Càng lớn càng quên nữa ta. Con gái mình xưa ở đây gần 8 năm mà. Nó không nhớ. Rồi chơi đi vào. Đồ trang trí Noel đẹp chưa? Úi giời ơi. Bên này là người ta trang trí Noel nhiều lắm. Bên tay phải nè, có cái hẻm người ta trang trí Noel. Không biết trong này người ta trang trí hay không. Thử đi vòng vòng lại thôi nha. Chưa, hẻm đó chưa. Đây, ta làm đèn, làm đèn. Vẫn chưa thấy trang trí Noel các bạn ơi. Chưa thấy trang trí nhiều. Năm nay kinh tế ảm đạm quá cho nên là không khí Noel có vẻ trùng xuống. À, ngã tư Phạm Văn Chiêu với đường Lê Văn Thọ.
nếu mình rẽ phải rẽ trái là chợ chợ Râu, rẽ phải là ra công viên Làng Hoa. Còn bây giờ mình đi thẳng thì mình sẽ đến đường Phạm Văn Chiêu. Khu đó nó có sóng cỏ, mình đi vào len lỏi trong cái sóng cỏ mình coi ta làm đèn ha. Anh làm cho đôi em 6 thi. Để cần chơi không? Hay là mình để mình thi thôi, mình đừng chơi. Đây là đường Phạm Văn Chiêu nha các bạn. Mình vẫn chưa thấy không khí Noel ở khu này. Vẫn rất là trầm lắng. Bây giờ mình sẽ đi băng thử qua bên phía bên kia, bên khúc Phạm Văn Chiêu, nhưng mà bên gần Thống Nhất á. Bên đó có xóm đạo, ta cũng trang trí đẹp lắm. Gò Vấp năm nay Noel có vẻ không khí trùng quá các bạn ơi, không có trang trí nhiều như mọi năm, hơi buồn nhá. Hãy cùng anh trai Bỏ Lỗ đi khám phá một vòng Gò Vấp, khu xóm đạo, xem mọi người trang trí Noel như thế nào. Ôi lại đèn đỏ nữa rồi, đây là khúc đèn đỏ Lê Đức Thọ với Phạm Văn Chiêu. Đây mình để trái, mình sẽ vào cái khu xóm đạo nha. Khu này là năm nào người ta cũng trang trí Noel đó đó. Còn nếu năm nay mà ta không trang trí nữa thì có lẽ thực sự là Noel khá là buồn. Các bạn thấy bên tay trái không? Ta trang trí cái nhà người ta Noel không? Đẹp không? Bên tay phải đây, ngày xưa là mình ở đó. Ở đây có quán chè nè, quán này đông vui lắm đó. Quán chè xưa đây cái khu sống đạo đây đó, các bạn thấy chưa, đó làm đèn hả, đẹp chưa, dễ thương chưa. Đây hàng đá, đây hàng đá mini đây. Khu này là năm nay cũng có đèn đèn rồi đó, nhưng mà mình vẫn cảm nhận là vẫn trầm hơn, trầm hơn so với mỗi năm. Hơi trầm. Mỗi năm là tới dàn đèn, từ đầu đèn đầu đường tới cuối đường á. Đấy, đẹp chưa các bạn? Nó lung linh. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Các bạn thấy chưa? Quá đẹp. Đó, trước mặt các bạn kia, đó nguyên một con đường sáng trưng luôn. Quá đẹp. Ở Sài Gòn có quận 8 và quận Gò Vấp là hai quận mà tập trung người theo đạo Công Chúa nhiều nhất ha. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa các bạn? Nguyên con đường thấy không? Đó, sáng trưng luôn. Quá đẹp. Đây là đường số 1, phường 13, quận Gò Vấp ha. Hồi xưa mẹ ở trọ ở này kì. Trong hẻm này. Ở chỗ hồi nãy có cái hang đá phải không? Đẹp quá. Ồ. Phía trước là nhà thờ nha. Chuẩn bị tới có hàng đá nữa đây. Đây quán cà phê Milano, trang trí Noel dễ thương quá ha. Đây phía trước bạn là nhà thờ đó, mình không có đi xe máy vào được đâu. Merry Christmas. Đây, hôm nay đang ra đường này. Đó, tại đây là Kinh Chúa. Đó, dễ thương chưa?
Rồi bây giờ mình lại bọc ra đường Phạm Văn Chiêu nha các bạn. Mình đi rẽ qua đường Thống Nhất để xem không khí chuẩn bị Noel năm nay tiếp tục như thế nào. Các bạn cùng xem ha. Nếu mà mình quay cái dịp đúng dịp lễ Noel 24-25 thì nó rất là bình thường. À, lúc đó các bạn ra ngoài đường các bạn xem chứ còn gì các bạn coi TV. Đây mình đi ra mình muốn trải nghiệm cái bầu không khí mà trước lễ Noel để xem như thế nào. À, mình thích đi ngắm nhìn phố phường trước. Ô, đẹp quá. Mình thấy bên tay trái nó có một cái hang người ta làm rất là đẹp. Bây giờ mình quay lại nha các bạn. Đẹp lắm. Bây giờ quay lại coi nha. Đó, bên này nè, bên đây mình coi bên này trước nha các bạn. Bên tay phải này. Đẹp chưa các bạn? Ồ, quá đẹp luôn. Quá đẹp các bạn ơi. Đây là đường dẫn vào nhà thờ. Trang trí rất là đẹp. Đẹp chưa các bạn? Quá đẹp luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Ồ, giống như tượng trưng cho cây tước trắng ha. Quá đẹp. Ồ, quá đẹp. Lung linh luôn đó các bạn. Trời ơi, đẹp quá à. Trời ơi, hang kìa. Đẹp quá. Còn được hả? Đã coi đi các bạn. Đây quay phim coi nha, đẹp quá. Ồ, đẹp quá kìa ơi. À, ra cho em bé ra, mình để xem này đi. Quay vướng ai hết. Dạo đây này kì. Đẹp quá ha. Ồ. Đây là khu nhà thờ. Đẹp quá. Ở kia đường Phạm Chiêu chạy vào ha. Chạy vào đây, nhà thờ Thánh Đường Giáo Xứ Hợp An. Hẻm đường Phạm Văn Chiêu. Ồ, đẹp quá. Ồ. Quá đẹp. Đẹp lắm các bạn. Đây mình coi chú cừu nè. Đây chú cừu đây. Anh từng chú cừu, các chú cừu. Mình thì không rành các cái tích, cái điển cố bên đảo lắm, mà tất cả đều có ý nghĩa hết. Nếu bạn nào mà rành về đẹp quá kìa ha. Ồ. Ờ, đấy là rơm á. Đi kì, đi tiếp tục, đi dạo tiếp tục con. Đừng có rờ vào, đồ trang trí mà. Rờ vào nó hư á.
coi ba. Cô bảo không có cánh cầu kìa. Đẹp lắm các bạn. Các cây trang trí bằng vải đó, vải màu trắng á. Người ta làm rất là nhiều đèn. Xanh, đỏ, vàng, tím, hồng. Màu đẹp chưa các bạn? Màu đẹp quá. Nhà thờ đây năm nào làm cũng đẹp hết các bạn. Đây là nơi lưu giữ các cái hình của những người đã mất đó. Rồi mình tiếp tục đi vào tiếp nha các bạn. Hey. Hello. Bye bye. Đi chơi không? Đi thôi các bạn, đi là đi dạo một vòng khám phá tiếp tục ha. Mỗi nơi mình vào ngắm một tí thôi. Công nhận đây là, mình nghĩ đây là cái nhà thờ trang trí đẹp nhất quận Gò Vấp á. À, không biết cái nhà thờ nào đẹp hơn. Giờ tiếp tục đi khám phá nha các bạn. Đi thôi. Bây giờ mình tiếp tục mình ra đường Phạm Văn Chiêu ha. Để trái. Em để ý là phía bên kia đường nó có một con đường người ta cũng trang đèn đẹp lắm. Mình qua bên đó thử nha. Đây, đường này. Đấy, đường này sáng trưng luôn. Úi là trời, sáng trưng luôn. Nguyên con đường, đẹp chưa các bạn? Quá đẹp. Trời ơi, làm đèn đẹp quá. Các bạn thấy chưa? Vậy là năm nay là không khí Noel vẫn không có bị trùng xuống nha. Mọi nhà vẫn chơi Noel như mọi năm. À, nhất là khu ở Sóc Đảo, Phạm Minh Chiêu đó các bạn. Qua bên này trời rất là vui ha. Đây nhà thờ, đây là một cái nhà thờ nữa. Một cái nhà thờ. Đây là những cái khu vực mà xung quanh nhà thờ thì các bạn sẽ, họ sẽ trang trí rất là đẹp. Lung linh, trời ơi, nguyên con đường. Đẹp không kỳ? Đẹp ha. Đây, thấy chưa, đẹp chưa? Quá đẹp ha. Chúa sinh ra đời. Hang đá bên tay phải các bạn nữa đây. Hang đá. Con đường này ta làm đèn vàng, rồi những cái ngôi sao nhiều màu sắc, rất là lung linh. À, thấy Sóc Đảo rất đẹp không các bạn? Vậy mình rất ấm cúng. Này chỉ có thiếu không khí lạnh thôi các bạn ơi. Quá đẹp các bạn ơi. Đi nữa thì không biết đi tới đâu. Mình không rành đường bên này. Nhưng mà đường này chắc chắn nó sẽ song song với cái đường thống nhất bên kia. Đi tâm đường này đi. Để coi đường này đường nào ha. Đường Lê Đức Thọ nha các bạn. Mình rẽ trái Lê Đức Thọ cũng được. Đây, nguyên con đường này còn trang trí Noel nha các bạn. Mình rẽ bên này đi. Mình nhớ là bên này, nhớ bên đường Lê Đức Thọ này cũng có một cái nhà thờ. Nhà thờ này cũng rất là đông vui ha. Đây là chợ Sớm Mới. Chợ Sớm Mới các bạn. Đi qua bên chợ Sớm Mới, đi qua cái ngã tư thống nhất với Lê Đức Thọ này các bạn sẽ gặp một cái nhà thờ. Nhà đó cũng đông vui lắm. Đây là trước mặt các bạn là ngã tư thống nhất với đường Lê Đức Thọ nha. Đường này nếu đi ô tô là cẩn thận nha, buổi chiều là người ta sẽ cấm đi ô tô ngược chiều đường này.
đây thôi đó, trang trí Noel rất là nhiều đó các bạn. Người ta bán đồ trang trí Noel rất là nhiều ở cái khu này, khu Gò Vấp này, khu này là người ta bán đồ trang trí Noel mình thấy là nhiều nhất luôn đó. Đây, ban quan ngã tư là bạn sẽ thấy một bầu trời quán trang trí Noel đấy, quán bán đồ trang trí Noel đó, đẹp chưa, lung linh. Ngày xưa mình cũng chạy qua đây mua đồ này, mua mỗi chỗ một ít chả về nhà mình trang trí à, lung linh luôn đó. Đồ trang trí Noel không, vui chưa đấy, đèn rồi đó, các đơn vị thi công quảng cáo Noel đó. À, bữa nay quên chắc được con ăn. À, bên thị trái các bạn ta bán đồ trang trí Noel cũng quá trời đó. Nhiều chưa, đẹp chưa, đồ quá lung linh luôn, đèn xanh đèn đỏ đèn vàng quá trời. Giờ mình gắn lên cái cây thông Noel này. À, tư kết cái đèn đẹp chưa. Mình nhớ là khu này người ta có làm có một cái nhà nào á, người ta ở để nhập thôi nè các bạn. Đẹp chưa, ô lung linh. Bên tay trái hình như là có cái hẻm vào nhà thờ đó, không biết đúng hay sai, lâu rồi không có đi qua bên này. Ở giáo xứ đó nhưng mà trang trí có vẻ không có đẹp bằng cái nhà thờ hồi nãy các bạn, cho nên mình không có ghé vào. Bây giờ mình chạy một vòng qua bên Nguyễn Văn Lượng ha, rồi Cityland ha, rồi đó trang trí Noel đẹp lắm. Dắt các bạn đi nha. Bây giờ mình sẽ đi đi xuống Lê Hồng Phái. Đây là đường Lê Đức Thọ nha các bạn, Lê Đức Thọ. Mình cũng ít khi đi quay ban đêm, thì quay ban đêm thì cái camera nhiều khi nó ánh sáng nó không cho phép, mình quay nó thiếu sáng, nó coi không có đẹp nên mình ít quay. Hiện tại mình đang quay, mình kết nối với camera 300 camera đây là camera gì ta, tự nhiên quên mất tiêu. Đây là Action 4, đúng rồi, DJI Action 4 kết nối với cái mic Rode Mi à, kết nối bằng cái dây Type-C nha. Thì cái Rode Mi nó có hai cái đầu thu, một cái là RX, một cái là TX, nhưng mà cái RX vẫn thu được, thì mình đang thu bằng cái RX à, cái receiver á, kết nối với cái dây của Rode luôn, dây Type-C, một hai đầu C, một đầu gắn vào mic Rode, một đầu gắn vào cái camera Action 4. Mình gắn vào cổ áo mình thu âm, chắc chắn là nó vẫn có tạp âm đó, nhưng mà tại vì cái tạp âm này nó hay, đi ngoài phố nó phải có tạp âm, nó là tiếng ồn nó mới vui à, nhưng mà cái tiếng nói của mình nó không có bị lấn át, mình nói các bạn mình nghĩ các bạn vẫn nghe đó, nó không khí ha. Thì nếu mình về phòng thu mình thu tại nhà lồng vào thì nó đâu mất hay, nó lại mất cái cảm xúc. Đây, mình tiếp tục tiến tới nhà đường Lê Hồng Phái á, ngã tư ngã ba Lê Đức Thọ với Lê Hồng Phái, rồi mình rẽ phải vào Lê Hồng Phái để mình đi về Nguyễn Văn Lượng à, đến cái khu biệt thự nhà giàu biệt thự nhà giàu Cityland. Biệt thự nhà giàu Cityland để xem không khí Noel ở Cityland như thế nào. Trang trí ở đó mình nghĩ cũng rất là đẹp đó, với các bạn đi xem vài vòng nhé. Khúc bên này thì người ta trang trí Noel rất là ít, hầu như không có. Nó có lẽ không phải là xóm đạo. Xóm đạo là tập trung ở khu vực Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất, Lê Đức Thọ đó. Khu đó là khu xóm đạo. Đèn đuốc rất là đẹp, mình rất là thích không khí bên đó. Còn
qua những cái đường lớn như này nó không phải là khu xóm đạo nha các bạn, chứ không phải cả quận Gò Vấp đều là khu xóm đạo đâu. Đây, trước mặt các bạn là ngã tư Nguyễn Văn Lượng với Nguyễn Oanh. Bây giờ mình để phải vào Nguyễn Văn Lượng ha, để mình đi đến khu Cityland. Khu này, khu cái đường Nguyễn Văn Lượng này thì nghe đồn là sẽ làm khu phố ẩm thực khu quận Gò Vấp á, không biết khi nào được phê duyệt. Đây, con đường này hiện tại rất là đông vui nha các bạn. Bia sệt nè, ốc nè, massage nè, quán lẩu dê nè, trời ơi không thiếu thứ gì nha các bạn. Về Nguyễn Văn Lượng là đông vui số 1. Vậy mà mình rất ít khi mình nhậu ở đường này. Mình đi nhậu mình qua các quận khác mình nhậu, không, mình đã không ở nhậu ở đây. Đây bên tay trái các bạn là siêu thị Lotte Mart, đại siêu thị ở quận Gò Vấp. Lotte Mart này nó thuộc cái khu Cityland. Lotte Mart này họ xây dựng trước khi họ xây dựng Cityland. Đây bây giờ mình rẽ trái vào cái đường trục chính của khu Cityland ha. Để quay các bạn xem nha. Không khí trong này như thế nào. Nhà mình là đi thẳng là tới đó. Rồi mình rẽ trái khu này cho các bạn xem. Chết máy các bạn ơi, xua quá chết máy rồi. Không sao, đông vui chưa đó, qua đây không đông vui ở đâu vui nữa. Rồi mình sẽ tiến tới cái khu trung tâm, đó là cái công viên Hòa Bình ngay trung tâm của Cityland. Rồi mình biết bệnh gì rồi các bạn ơi, hết xăng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kéo e mình thả xăng về cái mức cái xe của mình nó có chức năng là dự trữ xăng, nó dự trữ chất cầm. Trời gì con? Trời gì? Có trời gì đâu? Ủa bên này sao nó trang trí Noel ít quá các bạn ơi, nó không có gì vui cả, không có trang trí gì luôn á, đèn cũng không bật luôn, trời buồn thiêu hiu hát luôn các bạn ơi, không có gì vui luôn á, không có gì vui hết các bạn ơi, khu này người ta không trang trí các bạn ơi, hoặc là cuối tuần người ta mới bật đèn, nhưng mà hầu như không có trang trí Noel, đây là cái trang trí cơ bản của Cityland thôi. Rồi bây giờ mình chạy thẳng qua bên miếng đường để mình đổ xăng nha. Xe hết xăng rồi. Chứ bình xe mình là chạy bằng bình xăng con, thì nó có cái nút là red á, mình sẽ dự trữ được khoảng tầm vài lít xăng. Nếu nó báo hết xăng thì mình gạt cái nút red xuống, rồi mình sẽ có được vài lít xăng nữa đi khá là xa để mình đổ xăng. Khi mà chạy tới cây xăng mình đổ đầy bình xong mình gạt về nút red lại, để lỡ may mình hết xăng thì mình bật lên có cái dự trữ mình chạy. Đây mình đang đi cái hẻm từ khu Cityland đang qua, từ khu Cityland đường Phan Trị đang qua đường Quang Trung ha, góc cái hẻm này nè, nếu ai ở Gò Vấp biết đó. Đổ xăng 97. Xăng 97 nha các bạn. Xăng 97 chạy nó rất là bốc. Mình thích đổ xăng 97. Ô tô mình cũng đổ 97 luôn. Ngoại trừ 95 Ba La Mã thì mình thích đổ 97. Đây là đường Quang Trung nha các bạn.
chỗ quân chúng thì cửa hàng thì rất là nhiều, nhưng mà cái việc trang trí Noel thì mình không thấy người ta trang trí gì cả. Có lẽ là ở Gò Vấp chỉ có khu xóm đạo hồi nãy quay các bạn xem ấy là mới có trang trí thôi. Rồi mình vào đây mình đổ xăng nha. 97 đây bên. Xe đổ đây bình chắc tầm 200 mấy. Ủa sao cứ đi bên rồi sao nó cứ kiểu nó cứ mờ mờ cái gì á? Thôi xanh nó bay lên đó con. Đây, đổ đây bình của W175 là 13 lít mấy đó. À, trong bình xanh nó dự trữ tầm vài lít. À, cho nên giờ chỉ đổ chứ có 10 lít rưỡi không? 11 lít. Ôi đường đầy quá nó dội ra đó. Vừa thôi, 56 thôi. Trời ơi, còn đúng 256 luôn rồi. Trời ơi, đổ 28 là cũng có tiền trả luôn. Đây em trai, hên quá. Đâu có nghĩ hết xăng đâu mà đem tiền. Úi giời ơi, uống phát hết bình xe hết tiền luôn. Định dắt con Kỳ để uống trà sữa mà hết xăng rồi, hết tiền rồi. Bây giờ mình sẽ mở lại cái nút red ha. Rồi mình mới về nút red là để sau này nó hết xăng á, để mình gạt nút red thì mình có thể chạy được vài mấy chục cây số nữa để đổ xăng. Rồi giả một vòng đường Quang Trung rồi về nha các bạn. Đang đi trên trục đường Quang Trung hướng từ ngã năm Chuồng Chó đến đường ngã tư Thống Nhất. Đây các bạn nhìn hai bên đường của đường Quang Trung, mọi người cũng không có trang trí Noel gì nhiều cả. Có trang ở trong các cái cửa hàng thì họ có trang trí bên trong thôi, còn ở ngoài đường thì mình đang không thấy người ta trang trí. Cái khá là buồn tẻ nha. Rồi cho nên mới nói là Gò Vấp là chỉ có khu xóm đạo thì mới có trang trí Noel nha các bạn. Muốn coi Noel thì các bạn đến xóm đạo nha, sẽ rất là đẹp. Còn thì các cái trục đường lớn thì cũng có luôn. Rồi sắp tới đường ngã tư Thống Nhất rồi. Để ghé mùa cho ông Kỳ đi trà sữa. Uống trà sữa không Nhã Kỳ? Đấy, trời ơi, cái gì vậy? Trà sữa là nóng có tha đâu. Đi nãy giờ kháng nước quá các bạn ơi. Ghé mua trà sữa cho Nhã Kỳ nó uống, mình ngồi mình nhìn cũng được. Giảm cân mà cứ uống trà sữa cái này thì làm sao mà tăng ký được. Mình hay mua trà sữa Mecha. Trà sữa Mecha nó có thể nó có vẻ nó hợp khẩu vị với nhà mình. Và mua ba ly luôn kìa ha. Nhưng mà không có đồng tiền nào luôn á. Giờ sao? Anh Kỳ lại biết chuyển khoản luôn. Lên luôn các bạn. Rồi vô ghế ngồi Kỳ. Không, ngồi đây chờ chuyển khoản nhà ta chứ. Ngồi đây em. Ngồi đây, ngồi đây. Anh chuyển khoản nha. Hai cha con
anh trai áo ba lỗ ghé mua trà sữa trân châu cho chị Nhã Kỳ. Kỷ niệm chị Nhã Kỳ đội cái nón màu màu hường. Nón màu hường. Chỗ mây xa này uống trà sữa có vẻ hợp khẩu vị với mình. Anh em ở đường thông nhất nha các bạn. Đây đường thông nhất. Đây lớp học kèm nha các bạn. Lớp học kèm thiết kế đồ họa ở quận Gò Vấp nha. Thì đây là lớp học kèm chứ không phải là trung tâm. Thì giáo viên họ kèm khoảng tầm 5-6 bạn. Bạn nào còn học cấp thì đến bên mình nha. Giáo đang về, thầy giáo đang hướng dẫn này. Rồi. Jimia làm phim. Thì đây là cái công hai nè. Còn bạn này đang học Jimia Pro. Bạn này. Bạn này VIP lắm, bạn này học nhiều môn lắm rồi. Chị này đang học Photoshop. Bạn này cũng học Photoshop. Học InDesign, dàn trang in ấn. Bạn này học Photoshop. Picasso nha các bạn. Picasso Graphic Training Studio, chuyên đào tạo thiết kế đồ họa ở quận Gò Vấp nha. Là các bạn có nhu cầu học thiết kế đồ họa thì đến Picasso nha. Giáo viên dạy kèm cho các bạn nha.